Rồi vừa bonsai Sóc Trăng xin chào mọi người nha. Hôm nay có thời gian rảnh em quay lên một cây dừa, một cặp dừa luôn chứ không phải là một cây nha mọi người. Một cây dừa siêu mini và một cây dừa siêu to, siêu khổng lồ luôn. Em kết hợp nó từ hồi nhỏ em người. Phía trên đây là một trái dừa siêu mini, nguyên zin nha mọi người. Trái được sơn màu vàng, cuốn còn dính đàng hoàng. So sánh trên cái ống quẹt đó mọi người thấy à, đít đít nhọn luôn nè. Đây là cỏ may mắn được ươm từ hạt thanh long. Cái dừa này là lá chưa bỏ lá nào luôn ha, giống dừa éo siêu mini luôn á. Nhỏ hơn cái ống quẹt. Phía dưới là một trái dừa siêu to, lá uống thấy đẹp chưa đó này. Cây bự lá uống đẹp luôn á, xanh mướt. Bề hoành của cái trái bự là 80, bề hoành 80 là 4 tay. Mình đang trồng trong cái chậu bự. Cái cây này về có thể trồng làm tiểu cảnh. Ai muốn giao lưu thì liên hệ trực tiếp cho em ha. Theo số điện thoại phía dưới có để trong phần mô tả. Cây dừa bự thì hiện tại có 4 lá. Một lá non đang ra. Và lá bên đây nó đã bắt đầu trẻ nè. Nó đã trẻ 2 cọng. Nó này là nó trẻ tự nhiên ha, chứ không phải do mình xé đâu ha. Nè, trẻ nè. Nên lá này nó sẽ trẻ từ từ. Cây dừa bự nó đã bắt đầu trẻ rồi, còn cây dừa nhỏ thì chưa. Cây bự ở dưới thì những ông bà già xưa gọi là dừa bị á. Đây là mình tích hay mọi người, nên nó rất là to. Mình đo cái kích cỡ cho mọi người xem thử, đó là bề hoành 80 nè, đúng 80 luôn. Cây ở trên thì không có đo nhưng mà nó rất bé. Quả trên rất bé là siêu mini luôn. Sơn quả màu vàng đồng. Ở trên là giống dừa ẻo. Quay từ xa cho mọi người xem. Đó. Ở phía dưới này phải trồng thêm một lớp rêu nữa. Dự kiến của mình là trồng lắp rêu lên, nhưng mà mình chưa có thời gian làm, tại vì mà vừa mới có đám tiệc vừa qua nên chưa có thời gian làm. Cái này mới trồng vô cũng khoảng vô chậu đây, vô chậu này thì cũng khoảng tháng ngoài thôi. Rễ thì cũng cứng rồi. Rễ bự, cây bự đang xuống chậu cũng cứng rồi mà còn ít ít rễ thôi, chưa nhiều đâu. Còn cây nhỏ nó trồng xuống cây bự thì lâu lắm rồi. Lúc trước cây bự thì mình để trong thủy canh á. Thủy canh ha, rồi thời gian sau rễ nó ra mình mới đem vào cái chậu này. Còn cây nhỏ thì trồng từ lúc đầu luôn. Nó vú mộng là mình cấy vô cái cây bự này luôn. Là nó ăn rễ xuyên qua. Có thể là nó bao phủ cái trái dừa bự này luôn rồi đó. Nên mình không có tách ra được ha mọi người. Chỉ chơi một cặp luôn. Giao lưu thì giao lưu một cặp luôn ha mọi người. Em không có tách ra được. Giao lưu một cặp thì ai giao lưu được thì em gửi cho.
Gửi chắc có lẽ gửi nguyên chậu này luôn. Nó hơi nặng ha mọi người. Nặng phí ship một tí. Nhưng mà mình chịu chơi là mình đâu có sợ về vấn đề đó. Yêu cầu cây ưng ý hợp nhãn với mình là mình chơi. Cây này về mình trồng lên dơ lên ghiêu hoặc là mình sang chậu khác làm tiểu cảnh cũng được. Bên đây mình có thể tách ra mình làm cái hồ. Hồ nuôi vài con cá đây. À, mình đào này lên, mình xây trắng đó, trắng xi măng đó, rồi làm hồ cá ở đây ha. Có thể làm cái cầu hay là trồng thêm vài cây nhỏ nhỏ. Chất vô vài ngọn núi, vài cái tháp gì đó. Còn quả dừa này mình cứ hình dung nó như là một ngọn đồi. Phía trên là cái đỉnh cao nhất. Cũng có một cái gừng cây. Gừng cây may mắn. Cây may mắn này mình ươm chưa được một tháng. Cái này lúc trước nếu mà không có thì mình thấy cái lớp ở dưới nó có hình tròn, mình phát cái hình tròn ha. Hình tròn rồi mình bỏ, có bỏ phân vô để mình trồng cái cây này. Nếu không có những cây cỏ may mắn thì mình sẽ thấy cái hình tròn ở dưới và lớp cỏ, lớp đất. Và sẽ lồi lên cái những cái rễ. Rễ này giờ mình lắp hết trơn rồi. Nó cũng rất nổi ha mọi người. Cho vô một lớp cỏ và cái màu vàng đó hực lên ở trên giữa đám rừng. Quả dừa thì mình để tự nhiên luôn. Cho nó mộc mạc tí. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi xem cái cây dừa bonsai siêu mini và siêu to của mình ha mọi người. Mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Nếu mọi người có trang web gì đó nhớ chia sẻ kênh để ủng hộ giúp em. Để em phát triển nhanh ha mọi người. Thì trong đây cũng có một số dừa đang làm thôi ha mọi người, chứ chưa được đẹp. Ở đây cũng có mấy trái mini nè, chứ không phải siêu mini ha. Mini đây ha. Chai nước lọc uống của mình nè. Này chai nước lọc nhỏ ha mọi người. Chai nước lọc nhỏ 330 ml. Đó, cái chai nước lọc nhỏ mình cái dừa chưa cạo ha. Đã nhú mọng rồi, em cho mọi người xem đây. Đó, mới nhú mọng. Em ôm thủy canh. Trái này đít hơi nhọn nè. Đít hơi nhọn. Trái này mini ha mọi người. Chưa cạo. Mini chứ không phải là siêu mini. À, mini. Mini á. Vỏ còn nhiều lắm. Mình cạo nó còn thấy nhỏ hơn nữa đó. Đây em chưa cạo. Đó bên đây đến nè. Được mấy trái mini đã lên mọng hết rồi. Đó, lên mọng này mọi người thấy không? Để vừa cái chai nước lọc nhỏ luôn mọi người thấy không? Đây mình có chai trái dừa ẻo mình mới đi bẻ vô nè. Đang đợi cho nó cái vỏ nó khô để mới ươm ha mọi người. Trái thì dài. Trái 2 tấc á. Mà bị hoành nhỏ nè mình không có lột ha. Tại vì trái nó ốm mà nó dài nên mình thấy nó đẹp quá, mình tính để ươm như dài vậy luôn. Trái thì lắc nước. Đã khô rồi mình nghe lắc nước luôn. Trái này khả năng lên là 80%. Mình sẽ để ươm như thế này luôn đó, để lần nữa nó mọng nó lên từ trên này lên luôn. Phía bên đây mình cũng có hai trái dừa ta. Dừa ta điếc.
trái dài cũng lắc nước luôn, đang ôm trong nước. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Ai muốn giao lưu cái cặp dừa này thì cứ theo số điện thoại phần mô tả, có thể nhắn tin qua lại trên Zalo. Rồi cảm ơn mọi người.